phớt mình đó hả? Rớt rồi, rớt rồi. Đấy, củ dằn đầu tiên nha các bạn. Mà hàng buổi sáng. Rồi, hôm nay mình với anh hai mình tiếp tục đi săn luôn. Chào buổi sáng. Buổi sáng nha anh em. Rồi, hôm nay mình đi săn với mẫu ná Ada V1 khắc tên nha anh em. Khổ hung hôm nay mình đi săn là khổ hung Adam khổ 12, 19, 120 nha anh em, bắn 17. Rồi hôm nay đi buổi sáng nha. Hôm nay để anh em mình đi buổi sáng coi có con gì mình bắn quay, mình quay cho anh em xem ha. Anh em cùng theo dõi hết clip của mình nha. Gớp. Rồi. Trời ấm. Ủ xảy cái gạo đây trời. Chơi kỳ, chơi gạo ơi kỳ á. Chẹo anh ơi. Chỗ này dạy chẹo nè ba ơi. Đến cây nè ba ơi. Trời ơi, vô ấm của rắc luôn. Nhảy vô ấm cái tẹt ha. Đừng có búng tét. Trái dính nè. Trái dính. Lùa rồi. Nhảy. Đấy, cụ dặn nha anh em. Rồi, vô túi luôn. Rớt. Ông gồm sáng chưa. Rớt. Đâu rồi? Rớt rồi. Dù qua đi tôi chỉ hướng cho. Ở đây để bạn đây, ông quen tao mà ông vô được, bắn giữa ở đây hoài mà, phải không? Qua lẹ đó nó chạy cái xong cuộc xong chuyện luôn. Giật nó, giật cái mua lưng đó. Giật. Hay quá thầy ơi, hay quá, hay quá. Ơi ơi ơi. Ơi ơi ơi. Ơi. Thu người câu á, thu người câu á. Giờ không dính trời ứa câu, giờ không dính chân trời. Giỏi chơi ứa, 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 chùi xuống.
Sao? Gãy cánh hả? Gãy cánh. Rồi vô tối luôn. Bắn bắn ngay cái đầu. Bây giờ bắn ngay đầu nó rớt ngoài các bạn. Rồi vô tối đạp chết luôn này. Một con quá đẳng cấp ẩm ưu. Gì vậy? Con gì vậy? Nào ẩm đi. Câu ngồi xình không à. Đâu? Nè. Làm cái đầu mình cắt khủng. Trời trời. Cái gì vậy? Nói cái xe bay tới con gì luôn trời. Anh thấy ai trời không? Đâu móc đầu giáo anh này. Anh bắn cái mỏ trời. Nó rút từ gỗ lại móc được chứ. Chờ anh. Đâu rồi? Đâu rồi? Mày nó gớm trên cầu, ở trên cầu lộn lộn chứ. Rộm vô tối luôn. Hên hên. Còn trên bà, còn trên bà. Trời. Nope. Còn. Cái chỗ này sao xuống trời. Mày ngay cho rác mình hết quá. Yeah. Rồi, cua dằn nha anh em. Trời, dịch xem đâu trời. Dịch xem gần hay vậy? Với cái này rớt một con rớt con rớt trời lội luôn cái trời câu trời có thấy không ấy kìa chết kìa lội đi không lội đi coi nha chạy xe lại chạy xe không mà. Dạ. Nó không biết dính đâu. Gung rồi, gung rồi, gung rồi, hiểu rồi, hiểu rồi.
cu sình không luôn. Hên quá dính này. Cái đậu sao giờ kéo rồi. Đố gì. Dính cái gì trời. Phải đạn nó dính cái gì cũng sạch dính vô cái cổ áo luôn. Đây. Báo. Quá báo luôn à, anh em ơi. Trời ơi, cụ tới số. Cụ tới số phải rồi. Trời ơi trời luôn. Chút xíu nữa giờ mới có gặp đâu, tôi ca tôi bắn thấy chứ. Rồi anh em ơi, nay mình hạ con cua dằn dính cho chết, bây giờ hai anh em mình bòi cho nó rớt xuống nha anh em. Rồi dứt trời ơi, ngay cây luôn, cây nhỏ xíu bắn trúng luôn trời. Trời ơi bấy luôn rồi. Hai gớt nè ơi. Rồi bóc không gớt. Bấy luôn. Anh hai nhân nhân mặt. Này về mang chắc khùng luôn. Trời ơi. Gớt. Không gớt rồi, hò bấy luôn á anh em ơi. Bắn bóc nó còn dính vô dính cây nữa chứ nó có buồn đâu. Đâu mấy viên bị tử hình. Tử hình cái này còn hơn bị tử hình. Bấy hết trơn ôi hạch tương ẩu âm. Trời ơi. Chớp. Chút đạn rồi. Lên cái đó. Trời ơi. Kỳ trời. Bắn cụ té luôn không gớt. Nè, gớt nè đậm hả. Thì ai giả bộ bắn gì cho ông rồi ông bắn thôi. Lớn rồi. Bắn trong quê vậy đó. Bốc phét ít thôi. Nè thêm viên á nè. Trời ơi trời. Trời ơi sửa cái đầu xuống lụm đi. Lụm nó cho ai. Sửa cái đầu không trời. Bấy sình cho rồi. Ngay đầu rồi đó. Ừ. Ngay đầu chỗ dãy chưa rớt xong. Chết. Trời bắn mấy viên. Tại nãy giờ người ta chạy ra muốn nửa tiếng hồ mới gặp con tê tay chân. Con cái đầu nó không vô chạy.
Biết là không được. Vậy cái móc này nó giả móc trước hả thầy? Rớt mệt. Rồi. Rồi. Tôi dặn nha anh em. Vô túi. Rớt trời ơi trời. Trời ơi trời. Nó mất tiêu luôn rồi. Dạ. Tôi nó gậm mà phải gậm biết chứ à. Giờ em lấy tôi đang bắn luôn nè. Trời ơi cây trời. Chơi bắt trước tôi ngay cây anh hai. Ông bắn tôi bắt cần tôi không được. Đồ bắt vậy. Ngu tốt ra đằng anh bắn cái cây này tôi bắt cừ tôi bắn không được. Rớt. Ây da trời ơi. Ngày đầu anh em ơi, ngày đầu dậy quá dậy. Đấy cũng dặn như các bạn. Bất cái mắt teo cho mắm đuôi luôn. Gớt rồi đâu rồi. Ghét đi chỗ này phức quá tôi không gặp nè. Bắn nó rộng mấy vòng nó gớt nó mất tiêu rồi anh em ơi. Để anh hai mình dậy rồi bên. Chỗ này phức quá mình không thấy rõ anh em ơi. Ừ. Nó xà cánh nó chớp xuống rồi mà cái tại tôi dịch đặng tôi nãy tôi dòm heo mà nó phất cây quá tôi dòm không rõ. Chết luôn hả? Hay nó xà cánh rồi có thấy đâu cái bụi bên đây nó che tầm nhìn này. Mình mới đi qua bên kênh bên đây nè anh em ơi. Mình bắn con cò trên đọt gáo cho nó nè. Nó xay nó xà cánh xuống này. Mà bên đó cây quá trời giờ không có. Kiếm nãy giờ mà không gặp anh em ạ.
tu dữ trời. Anh ra bộ nè, đường á kêu chạy vô đây mà đâu có đó. Chạy vô đây đó ông nội. Vai đậu đây mà ông chạy vô đây. À, chạy ra chạy ra chạy. Đó, hiểm viên này đó. Ơi ơi ơi. Trúng rồi đó, trúng rồi đó, trúng rồi đó. Đó. Ngay đầu của người kìa quê. Móc. Tử hình. Không. Bị bị bóc dính rồi còn cô móc rồi nhé móc nửa tiếng hồ. Đâu. Quá già. Mình thả nha anh em. Cái anh gia bộ tôi anh chỉ ở đâu ở đây, cái ai ngờ đâu ở đây. Ai biết ra thấy lưỡi tôi tới. Anh gia bộ không không cho tôi bắn hả? Một con. Con của dạng nha anh em. Hai viên rồi. Ba viên. Viên một. Bốn viên. Rớt luôn. Rớt luôn. Thấy không? Người ta bắn vậy đó. Thấy không? Ủa đâu rồi? Trên đây. Rớt luôn kìa. Trời. Ủa đâu rồi? Rớt xuống rồi mà đâu rồi? Cho ông nó bắn đó, đó. Một viên rồi phải không? Hai viên. Đi dễ luôn. Về ngủ nó bắn cái gì nó bắn. Về ngủ luôn. Rù đây đó 3 mét ha. Tới giờ đó rồi đó. 3-4 mét bắn 2 viên không bắt luôn. Sao không trời luôn. Biết rồi hai A7 không? Bắn giờ chạy xe bắn hay không à. Lớn rồi bốc phép ít thôi. Đi vòng bài bài cái đít sao bắn trời. Chống. Đã ơi Khang bắn mà ông nói bắn trúng không có ăn chuyện gì kìa, ông nói gì kìa vậy ta, ông sỉ nhục tôi ha. Trời ơi, chạ viên một à. Thấy ông thêm viên nó cảnh cáo ông luôn đó. Dẫn mà thêm viên nữa không, đây đó khoảng 3 mấy mét viên nữa không. Hút luôn rồi, cho ông gậm luôn. Đứng em bị bao dây rồi. Cò này nó bị xưa teo hay gì hay teo. Mập không hả? Mập ha, tưởng bị xưa teo chứ. Rồi anh hai mình đang ẩm con cò vô anh em ơi. Tự nhiên máy đang quay nó hết pin anh em ạ. Mới gắn cục pin mới vô nè. Đang quay hết pin ngang. Đâu vô tay hai. Quá mập.
Tại nó nhỏ con thôi chứ con cò này nó mập phải không? Cái này vô mùa anh em ơi. Hồi nãy mít không à, không thấy được bắn. Vậy là giờ chạy vô bắn nữa, nhắm bắn trúng vô cái góc mít, cái chắc cái bệnh luôn. Bắn hồi cái cò trúng góc mít nó mới đẳng cấp. Này góc mít nhóc chân nè nè. Chạy giờ bắn ba góc mít này nó che hơi khó thấy. Chúng. Ơi, gác con. Gấu ẩm ha. Đây kìa. Hay quá. Xịn không ạ? Rồi ok chào anh em ha. Giờ đây là thành quả đi săn của mấy anh em mình sớm giờ đây. Giờ để anh hai mình thử hình nó cái hả? Trời ơi đập đau, đập cứt gân tới tay luôn á các bạn ha. Để trứng. Cứt gân tới tay. Trứng ông nội ơi. Cứt hả? Đó bữa nay đi săn được nhiều đó anh em ơi. Nhiều không? Cũng nhiều phải không? Đất 2 ngày quá. Bữa nay người ta bắn trúng đâu 2-3 rồi được có 1 con một. Lòng man luôn. Rồi ok anh em, video mình xin tạm dừng tại đây anh em ơi. Anh em xem video hay cho mình xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em. Rồi hẹn anh em vào clip tiếp theo nha.